Các bạn xem kênh Bonsai Hạ Phong, hãy nhấn nút like, đăng ký và nhớ nhấn nút chuông nhé. Vâng, trong video này tôi sẽ quay một cái không gian có nhiều cây xanh bonsai và những cây tùng La Hán. Tôi sẽ hỏi giá cho anh em xem. Đây là địa bàn khu huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Trong vườn của anh Bống có rất nhiều cây. Đây, chủ nhân đây. Anh có thể báo giá phôi xanh này khoảng bao tiền đây? Phôi 5 tiền này 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi à? Còn cây này anh? Đấy là xanh quê. Xanh quê đã hoàn thiện rồi. 12 triệu. 12 triệu con này. Về tổng quan thì cây này là có cái phần thân bẹ bóng tán rất là hợp lý này. Đây có vết này định cắt rồi. Cây này chỉ việc chơi thôi. Cây này bao tiền anh? Cây đấy 7 triệu. Vâng, 7 triệu. Cũng là xanh quê. Tùng La Hán này tầm giá bao nhiêu thì anh nhỉ? 11 triệu bán. Anh Bống ơi, tùng La Hán tầm bao tiền cây? Tùng nó tùy theo cây, mua chỉ cây nào thì mới... Ví dụ cây này khoảng bao tiền? Ví dụ cây này 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Gốc to. Vâng. Côn cây, lùn cây. 4 triệu rưỡi. Còn cây trong này? Cây đấy 5 triệu. Khá điệu nhỉ, 5 triệu. Cây này anh? Còn đôi này là 22 triệu một đôi. 11 triệu một cây. 11 triệu một cây. Đây là một đôi cây hoàn thiện đẹp. Lô trong này bán nào anh? Bình quân là 5 triệu một cây. Vâng. Cứ tính bình quân 5 triệu một cây bên trong này. Cây tạo tác xong rồi nhá. Du này thì bán nào nhỉ? Du 1 triệu 2. Cũng tính bình quân đấy anh? Bình quân 1 triệu 2 một cây. Đây tôi lấy từ xa đây. 1, 2, 3, 4. Rất nhiều du nhá, bên trong còn nhiều nữa này. Và tôi sẽ đi vào cái hàng mini này sơ qua một chút. Cần thăng mini này anh bán bao nhiêu nhỉ? 650. 650. Vâng, cái dòng mili. Cây thì nhỏ nhưng mà rất già nhá. Da mốc trắng vàng luôn này. Đẹp, cây để bàn. Dòng này tự làm này. Còn mili này bao nhiêu anh? 2 triệu rưỡi. Đây nhá, một cây tùng La Hán nhỏ này. Gang tay tôi này. Gốc bẹ to và côn. Cái này có 3 bông. Hơn 2 triệu. Xanh quê. Tầm xanh quê này anh bán bao nhiêu? 2. Ôm đá. Linh sam này anh? Linh sam 1 triệu 8 một cây.
1.8 triệu. Linh Sam 1.8 triệu một cây, cây già. Nếu anh em đi mua linh sam chơi nhá thì lưu ý cái này này. Cái phần vỏ da của cây ấy, nó già nó dốc như này. Già trắng mà càng tốt thì gọi là cây già thì sẽ giá trị hơn. Và tôi sẽ nhờ anh ấy báo giá cho mấy cây xanh bên ngoài nữa. Cái này bán bao nhiêu anh? 6 triệu. Cây tầm trung, xanh quê già, cốt đẹp. Cái này sao anh? 8 triệu. 8 triệu. Cây ngoài này cũng vậy à? Thế. Rất nhiều nhá. Đây toàn xanh quê. Đây có cây này, cây điền này. Xanh kiểu như. Cái này anh bán nhiêu? Cây đấy bán một đôi. Trực hoành đấy là 45 triệu. Cây này với cây ngoài kia. Rồi chúng ta xem cái cây này. Tay bày bông tán là hoàn thiện rồi. 45 triệu đôi này. Trực hoành. Già cây. Đây cũng là những cây xanh. Có rất nhiều cây. Đây là một cái làng nghề nhá. Và tôi sẽ đi tiếp những cái nhà vườn. Tôi sẽ hỏi giá cho anh em. Nếu ai mà thấy cây nào vào mắt mà ưng thì có thể liên hệ. Anh có thể đọc số điện thoại không? Anh cứ đọc đi. 0773367364. 07733 67364. 67364. Anh Bống nhỉ? Hoàng Ngọc Bống. Hoàng Ngọc Bống. Vâng, ai có thích cây nào thì có nhu cầu liên hệ với anh nhá. Anh Bống vừa đọc số điện thoại. Chúng ta sẽ liên hệ theo số anh vừa đọc để tìm được cây ưng ý nhất cho mình. Vâng, tôi xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.